Chào tất cả mọi người. Mọi người có nghe rõ mình nói được không? Hôm nay thì chắc là nó hơi mờ bởi vì là cái mạng nó hơi bị kém một chút. Mọi người nghe rõ không? Nếu mọi người nghe rõ thì mọi người gõ phím 1 nhá. Chúng ta sẽ tranh thủ trước khi mà bắt đầu livestream chính thức. Em chào anh Trung. Khi nào ngành của em khi nào cũng thấy. Rồi. Cái chủ đề hôm nay của chúng ta rất là đặc biệt, đó là sell fanpage, bán hàng không chạy quảng cáo. Đấy, mọi người có tin là bán hàng không không chạy quảng cáo không? Chào Thắm. Nay là cùng khách mời nhé, bản thân mình thì hôm nay cũng không nói về chủ đề này mà là một anh khách mời. Mọi người tranh thủ chúng ta chơi game nhá. Để chờ khách mời chuẩn bị một chút. Hôm nay thì không ở trong Sài Gòn nên là cái trang thiết bị và livestream thì nó hơi tay tua một chút. Cái này không có bị vòng lại. Tắt tiệm. Ok, chào Quang Huy. Mọi người chúng ta chào nhau và chơi game nhá. Và mọi người nhớ là chơi game thì chúng ta phải chia sẻ livestream nhá. Nào mọi người cũng phải chia sẻ livestream về tường để chúng ta giữ nó tốt hơn, chống trôi. Và hệ thống nó sẽ tự động lọc xem là những cái livestream nào mà chúng ta đã chia sẻ hay là chưa. Hôm nay thì mọi người có quan tâm về cái chủ đề là bán hàng không chạy quảng cáo không? Ai quan tâm gõ số 2 xem nào. Là họ cái người khách mời này là anh Đỗ Ngọc Hân. Ôi chào Khiêm. Pro gì đâu. Mà mình toàn MC cho khách mời pro thôi, chỉ có khách mời của Cương là pro thôi. Nên mọi người chúng ta mà chia sẻ livestream lượt view càng lớn á thì mình sẽ mời những cái khách mời pro hơn. Ví dụ chúng ta có thể mời được Khiêm Nguyễn chẳng hạn. Cùng nó mất một bạn chuyên gia rất là tốt. Ok, chào Thu Thủy. Thu Thủy hỏi hỏi à. Ok, Nguyễn Trí Quyết. Rồi, mọi người có muốn nhận quà không? Cái phần quà hôm nay của chúng ta là có này. Thứ nhất là mọi người có thể chọn là một buổi tư vấn tối ưu Facebook Ads với mình ở Sài Gòn hoặc Hà Nội đều được. Bởi vì hiện tại thì mình đánh du kích chạy đi chạy về. Hoặc là một voucher trị giá 500 ngàn áp dụng cho khóa học Facebook. Mọi người có thể chọn một con số nhá và chia sẻ livestream. Hiện tại mình thấy livestream nó đang chia sẻ có một lượt à. Thì chắc chắn là chỉ có một người đó trúng nữa thôi. Bởi vì phần mềm nó sẽ tự động quay và tự động lọc. Chào Thu Thủy. Rồi mọi người tranh thủ comment con số xem nào. Trong lúc chờ đợi khách mời chuẩn bị. Khách mời không biết xem đá bóng hay đi đâu nữa. Chào Trang. Chuyên gia tóc giả đây rồi. Mọi người mà muốn có kinh doanh tóc á, thì liên hệ Võ Thị Huyền Trang nhá, một cô gái Quảng Ngãi vô cùng xinh đẹp và tài giỏi, trùm tóc giả. Anh chị nào cần thì hãy liên hệ Trang. Cái này thì mình đang sử dụng hệ thống livestream đa luồng, tức là mình sẽ phát cùng một nơi, rất là ở ba nơi bốn nơi cùng lúc, và cả phát nữa ở trên. Sắp tới cho livestream luôn cả YouTube. Anh ơi đời anh vào cái đường link đi anh ơi.
Chào anh Hân, hôm nay đây là anh Hân là khách mời của chúng ta. Mọi người có thể tìm nick anh Hân và kết bạn nhé. Anh Đỗ Ngọc Hân. Pro, em đúng pro, anh bảo pro nhé. Anh Khoa. Chúng ta có thể là dùng hệ thống 14. Đúng không? Rồi, mọi người tranh thủ vào. Từ 00 đến 99. Chúng ta chỉ thấy là Thành Đạt. Ai nữa nhỉ, để xem nào. Cái khung. Chúng ta đang có Thành Đạt và Nguyễn Khoa chia sẻ thôi. Ở lên đây thì hệ thống nó sẽ biết hết, ai không chia sẻ cũng sẽ biết. Và tất nhiên mình sẽ quay số, mình sẽ lọc lọc theo cái này luôn, lọc theo cái hết. Ví dụ Thành Đạt là chọn số 68 này, Nguyễn Khoa chọn số 18 này. Còn những cái con số mà mọi người nãy giờ mọi người chọn á, thì nó chưa có tác dụng, bởi vì là chúng ta chưa thực hiện đủ các bước. Lê Đạt, chào Lê Đạt. Chào Hậu. Hậu là cùng ở đây thì mọi người có thể liên hệ Hậu nếu như mọi người muốn nhập quần áo thời trang. Cũng là một học viên bên mình và bạn ấy đang có rất là nhiều hàng hóa về thời trang. Mọi người có thể tìm nick Hậu Mỹ để liên hệ nhập hàng thời trang nhé. Đấy. Ok, thì mình sẽ cho mọi người xem cái mà tức là bán hàng không chạy quảng cáo là nó như thế nào. Rồi anh Hân thể chờ một chút. Đây mọi người thấy cái màn hình của mình không? Mọi người thấy cái màn hình của mình không? Rồi mọi người chờ một chút nha. Bây giờ mọi người nhìn một cái, đây là một cái bên mình mà bán hàng không này. Cái thì mình vứt lơ vứt lóc rồi. Đó, có thể của mình nhưng mà trong này đúng. Nó mọi người thấy là một cái fanpage này thì lâu lắm rồi nó không có chạy quảng nhưng vẫn có khách hàng. Hay thì thể chơi mọi người làm sao bán hàng nick cả nhóm nhiệt tình của mọi người. Ok đây, như mọi người nhìn đây nhá, đây là một cái rất là lâu rồi đấy, nó cứ hỏi áo nhà bao nhiêu thôi. Nó bên mình rất là chảnh chó không có bán, bởi vì cái fanpage này sinh ra để test sản phẩm thôi mà. Đấy, một loạt luôn không chạy quảng cáo. Còn bạn nào nghi ngờ thì có thể là mình sẽ tem view cho phép kiểm tra là nó không chạy quảng cáo. Và một số trang tất nhiên là mình không thể sao ra hết được bởi vì nó lộ hết bí mật của bên mình. Nhưng mà hôm nay thì khách mời sẽ chia sẻ với mọi người hết trọn vẹn. Tất nhiên là mọi người phải nhiệt tình nhá. Đấy mọi người nhìn thấy không? Một loạt như vậy luôn. Và không có chạy quảng cáo một tí nào hết á. Cam đoan là không có chạy quảng cáo. Và cái trang này nó cũng chỉ có vài bài à. Được ảnh bìa avatar mới có một hai bài. Ngày xưa ông chạy quảng cáo một thời gian chạy test thôi, sau đó lại cũng không không có nhập hàng, không có làm hàng này nữa. Ok rồi, mọi người đã tranh tranh thủ chơi game chưa nào? Chơi game để chúng ta một một phần quà, chúng ta nhận phần quà. Ok thì bây giờ thì mình sẽ mời anh Hân lên nhá. Nếu mà mọi người đồng ý mời anh Hân lên thì mọi người gõ phím 2 nhá. Xin chào anh Hân nhá. Mọi người nhớ cái comment cái số của mình đấy, mọi người phải comment đấy. Bởi vì nếu không là nó không có chạy đâu. Đây. Vì khi mình thống kê sẽ thống kê tự động. Đấy. Nó thống kê này, ví dụ ở đây này, ai đã dùng con số nào này. Lọc đã thích chưa hay đã chia sẻ chia và ai là người comment trước, ai người comment sau, và nếu mà trùng hai số thì ai là người comment trước nhá, thì tất nhiên là mình sẽ ưu tiên nhá.
Quay lại mình nhắc lại cái phần quà của cái chương trình nhá, phần quà chương trình của chúng ta đó là một buổi tư vấn, mình sẽ trực tiếp nhé. Nếu ở Sài Gòn và Hà Nội thì mình sẽ trực tiếp tư vấn cho mọi người. Và nếu như mà không phải ở Sài Gòn, Hà Nội á, thì chúng ta có thể gọi điện, chúng ta có thể tem view, chúng ta có thể làm thế nào. Tất nhiên là mình sẽ dành một buổi trong ngày giúp mọi người. Ok, mọi người đã thấy là chúng ta có rất là nhiều cách để mà bán hàng mà không cần chạy quảng cáo. Thì một trong những cách đó đó là SEO, làm sao mà tối ưu từ khóa. Bên mình thì trong cái chương trình học thì nó có là bán hàng fanpage vệ tinh, fanpage chính hay là cả nhóm, cả nick cá nhân và đồng thời phối hợp. Hôm nay thì mình sẽ mời anh Hân lên, anh Hân chia sẻ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ mời anh Hân nhá. Anh Hân, anh chuẩn bị anh Hân nhá. Bây giờ em sẽ cho anh lên hình này. Anh Hân đúng không? Ok anh Hân. Anh Hân ơi, anh nghe thấy em nói không? Anh có alo, xin chào Rồi, các bạn anh nha. Anh dạ nghe thấy rồi. Cương nói Rồi em ẩn cái phòng của em xuống nhá, anh chỉnh vào một chút cho nó vào đúng cái chỗ trung tâm nhá. rồi. Ok, anh chưa nhìn lên hình anh đâu. Ok. Chờ một chút nó mới loát lên này ạ. Mọi người chào anh Hân nhá, hai anh Hân nhá. Anh Hân hiện tại là có để anh Hân tự giới thiệu để cho mọi người biết, mình giới thiệu nữa. À, xem nào, được cái đầu chưa? Rồi ok, rồi đạt, anh ngồi xa ra chút nữa là đạt. Ok anh hôm nay lung linh quá. Ồ, vừa đi làm về. À, nhìn thấy hình được chưa? Rồi ok. Mọi người đang chào anh, đang hai anh ấy. Xin chào tất cả các bạn. À, mình xin giới thiệu, mình là Đỗ Ngọc Hân. À, một trong những người sáng lập ra chương trình học tiếng Nhật, tiếng Hàn miễn phí ở Hà Nội của trung tâm AOI. Và hiện nay thì mình đang kết hợp với một trung tâm Better You sáng lập ra một cái dự án cũng học tiếng Nhật, tiếng Hàn và tiếng Anh miễn phí của tên là Hanka Better You. Và tất cả những cái traffic khi mà mình làm về Facebook thì là hoàn toàn mình làm là cái chương trình free traffic. Mình không phải mất nhiều tiền cho quảng cáo, và ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cái cách làm này đến cho tất cả mọi người. Hello mọi người, có nghe thấy mình nói không? Và ngay cuối cái buổi livestream này thì tôi sẽ gửi toàn bộ cái tài liệu cho Hồ Ngọc Cương, và Hồ Ngọc Cương sẽ gửi đến cho tất cả các bạn qua email. Các bạn có nghe thấy mình nói không nhỉ? Mọi người có đồng ý, thích anh Hân chia sẻ không? Nếu mọi người đó thì mọi người gõ ok nhá. Này, xử lý làm sao mà free traffic cho cái trung tâm tiếng Nhật của anh. Hệ thống cực kỳ là tuyệt luôn. Ô, nghe to rồi. Nghe to không? Có ok. Mọi người ơi, nghe to và chúng ta ok để bắt đầu nhá. Bắt đầu. Ở đây thì cái khách mời của chúng ta rất là đặc biệt, bởi vì là họ là những người trực tiếp làm và mọi người càng tương tác tốt á thì khách mời càng chia sẻ nhiều và chúng ta mọi người sẽ hỏi được nhiều hơn. Còn nếu mà không á thì khách mời sẽ đi ngủ sớm, không nhất thiết là chúng ta phải livestream nó đủ thời gian đâu mọi người nhá. Ok, các bạn chia sẻ đi, các bạn chia sẻ livestream đi để tôi bắt đầu nào. Các bạn chia sẻ livestream đi, chia sẻ để như để nhớ lại cái video này để sau xem lại. Các bạn chia sẻ đi, Chia chia sẻ nhớ sẻ kỹ lên số này bằng tin tưởng nha, đừng không không đi tin nha. chia sẻ đi để tôi bắt đầu với chương trình. Tôi sẽ bắt đầu ngay bây giờ đây. Thứ nhất là để làm được free traffic thì nó có hai dạng để làm free traffic như sau. Một là free traffic bằng link Facebook cá nhân, tức là thương hiệu cá nhân trên Facebook đấy. Thì cái để bán được hàng bằng thương hiệu cá nhân thì điều này nó rất là nhiều người biết, nhưng để làm sao để cho cái tệp khách hàng của mình nó đúng đối tượng và mình có được một cái số lượng bạn bè nhiều, thì việc đầu tiên là cái trang
cá nhân Facebook của mình nó phải thực sự là đẹp, nó phải thực sự đẹp, và cái avatar của mình nó phải thực sự là rõ mặt mình, chứ không phải là mặt của một người ai đó, mặt của con cái hay mặt của bạn bè hay là mặt của người khác là không được. Thì như thế thì nó giống hệt những cái nick ảo có trên thị trường. Mình phải là người thật, việc thật, và avatar là phải thật. Sau đó thì mình đi kết bạn với những cái đối tượng là khách hàng của mình đến từ đâu. Khách hàng của mình đến từ group nào, đến từ một profile nào đó, thần tượng của họ là ai, thần tượng của họ là ai thì họ sẽ comment vào những cái bài của thần tượng đó. Thì đó là những cái mà mình có thể kết bạn với họ. Đây là đang nói về cái nick Facebook cá nhân nhé. Và những cái bài quảng cáo của đối thủ hoặc là những cái fanpage của đối thủ, mình cũng đi kết bạn với những bạn bè của fanpage. Mình hoàn toàn có thể dùng tay, không nhất thiết phải dùng tool. Tay cầm một chiếc điện thoại có thể đi kết bạn được hết với tất cả những người đó. Nhưng mà điều kiện để kết bạn thành công thì cái nick cá nhân của mình nó phải thực sự là giống như một nick thật. Tức là khai báo đầy đủ các cái thông tin đối với lại Facebook. Khai báo đầy đủ, trong đó có cái phần giới thiệu bản thân này, và quê quán xuất xứ, và ảnh các bạn đăng ở đấy, mặt avatar của mình là phải đẹp. Avatar lửa thân người rõ ràng và thật đẹp. Cover là phải mô tả được cái sản phẩm mình đang bán. Mình đang bán cái sản phẩm gì thì cái cover của mình phải để rằng là tôi đang bán cái sản phẩm này này, để nhắc cho khách hàng, tiêm vào cái tiềm thức khách hàng biết rằng là họ đang làm sản phẩm gì, à mình đang làm sản phẩm gì, để họ có chấp nhận kết bạn với mình hay không. Bởi vì khi người ta chấp nhận kết bạn, người ta sẽ biết được cái rằng là họ sẽ bị coi như là mình bán một cái sản phẩm gì đó. Thì mình nhắc người ta thấy là đây tôi đang bán cái sản phẩm này, thì xin mời ông kết bạn với tôi gửi lời kết bạn, ông đồng ý thì ông phải biết. Và trên cái trang cá nhân của mình thì mình phải thường xuyên đăng bài để cho khách hàng biết được rằng là mình đang là một nick đang hoạt động. Vậy mình có lên đăng quá nhiều về bán cái sản phẩm của mình không? Thì thưa các bạn, là trên trang cá nhân các bạn không nên đăng quá nhiều, và không nên bán quá nhiều sản phẩm trên một trang cá nhân. Đừng biến cái trang cá nhân của mình trở thành một hàng tạp hóa, mà các bạn hãy đăng những cái bài viết hữu ích. Tức là sao ạ? Những cái bài viết xung quanh sản phẩm, ví dụ như là làm những cái video hướng dẫn sử dụng cái sản phẩm mà các bạn đang bán, đúng không? Hoặc là những cái thông tin liên quan đến sản phẩm, không nhất thiết là phải giao bán trên đó, không nhất thiết phải giao bán trên trang cá nhân. Và khi bạn có một cái nick cá nhân đầy đủ mạnh, có tương tác tốt và có một số lượng bạn bè khoảng 5.000 bạn bè đi, bạn hoàn toàn có thể cho họ vào một group do bạn làm admin. Và bạn thử tưởng tượng một điều như này: bạn có khoảng độ mình xây dựng khoảng 10 cái nick cá nhân mang tên mình, mỗi nick cá nhân có 5.000 bạn bè. Như vậy ngay một thời gian ngắn bạn đã có khoảng 10.000 khách hàng mà bạn kéo họ vào một cái group do mình làm admin. Và mà như vậy thì bạn đã có khoảng 10.000 người là khách hàng tiềm năng của mình, đúng không ạ? Và bạn lại tiếp tục lặp lại cái quy trình đó, bạn lại hủy 5.000 người đấy đi, bạn lại kết bạn với lại, à xin lỗi các bạn, là 50.000 người, cái con số nó cực kỳ khủng khiếp. Và lặp lại cái quy trình đấy là bạn có những cái nhóm group mình làm admin, và mình khách hàng của mình tập trung hết ở trong cái group đấy, và hoàn toàn các bạn có thể bán được hàng vì họ đang có nhu cầu. Đấy là những cái khách hàng tiềm năng, có thể là những người mà mình bán khách mới, khách cũ và khách chưa khai thác được, ném hết vào group, sau đó mình lại hủy hết các bạn ấy, cần gì nữa, lúc đấy họ vào group do mình làm admin rồi, hủy hết các bạn đi, và mình lại tìm kiếm những 50.000 khách hàng mới bằng cách lại đi kết bạn như tôi vừa nói. Và như vậy là các bạn về lâu dài các bạn sẽ có được một cái tệp khách hàng rất là khổng lồ ở trên Facebook mà không cần phải chạy quảng cáo. Như vậy là với 10.000 người phải bỏ tiền, nó chạy rất nhiều tiền để chạy quảng cáo để có 10.000 người. Nhưng mà như vậy là bạn đã đưa hết họ vào một cái group hàng 50.000 người do bạn làm admin. Nó quá khủng khiếp. Và bạn hoàn toàn có thể làm được điều đó. Còn nếu mà làm bằng tay nó chậm, không làm được, thì ở trên thị trường có rất nhiều tool, có rất nhiều tool mà các bạn có thể mua với giá rất là rẻ. Ví dụ như là cái tool mà trên thị trường bây giờ đang rất nhiều tool, Marketing Shop là một tool cũng lợi hại, AI Pay là một tool rất lợi hại, hoàn toàn làm cho các bạn tự động
và VFP Pro là một cái tool kéo nhóm và làm xây dựng free traffic cực kỳ lợi hại. Mà các bạn hoàn toàn có thể mua những cái tool đấy rất nhiều. Các bạn không biết, các bạn có thể inbox cho tôi có thể giới thiệu, nhưng tôi không bán cái tool đấy. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Rất đơn giản. Để mình nhanh chóng có những cái tệp khách hàng mà không cần phải chạy quảng cáo. Cái chủ đề của mình hôm nay là về SEO cái fanpage. Tư duy làm SEO cái fanpage lên trên mạng xã hội và khách hàng nó tự về. Tôi có những người bạn làm SEO về fanpage rất tốt và khi đó là họ không phải chạy quảng cáo. Có một cái bạn làm SEO là thác khói Trầm Hương ấy, đánh từ thác khói Trầm Hương gần như là ra hết cái fanpage của bạn ấy và bạn ấy không phải chạy quảng cáo và khách hàng rất là tự tìm đến. Các bạn có công nhận với mình rằng là khi mà khách hàng có nhu cầu, người ta gõ thanh tìm kiếm trên Facebook và Facebook gõ thanh tìm kiếm thì người ta có nhu cầu, người ta gõ gõ tìm kiếm và lại ra ngay cái sản phẩm của mình thì mình rất dễ chốt sale, cực kỳ dễ luôn, chốt gì người ta cũng nghe, có đuổi người ta đi người ta vẫn mua vì người ta đang có nhu cầu mà. Vậy cái việc mà mình làm free traffic là việc cực kỳ quan trọng, các bạn phải làm, không thể bỏ qua được. Và tôi các bạn có thể gõ bất kỳ cái từ học tiếng Nhật liên quan đến Facebook là tôi có top hết, và điều đó là gần như là tôi không phải chạy quảng cáo bởi vì khách hàng nó tự chui vào group của tôi, nó tự chui vào fanpage của tôi. Group cũng nên page cũng nên top nhá, fanpage cũng nên top. Về câu chuyện ở đây mình sẽ có hai cái loại hình SEO. Thứ nhất là SEO, SEO là gì? SEO là tối ưu công cụ tìm kiếm, đúng không ạ? Vậy có hai hình thức SEO, một là SEO fanpage tất cả các nội dung mình, sản phẩm dịch vụ của mình đang dùng lên top của Facebook, bởi Facebook cũng có công cụ tìm kiếm, bạn để ý ở bên xanh công cụ tìm kiếm không, và SEO lên Google. Đấy là hai cái đấy, đang Google Facebook đang cực kỳ đại hạn. Vì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cả hai, các bạn có thích điều đó không? Nếu mà thích hãy comment là thích và share đi tất cả. Và dĩ nhiên rồi, cuối buổi livestream này tôi sẽ gửi tài liệu cho tất cả những cái bạn mà comment con số ở đây đều được nhận tài liệu hết, không ngoại trừ một ai cả. Đầu tiên tôi xin chia sẻ về việc SEO, quy trình SEO Facebook fanpage lên top của Facebook. Đầu tiên về tạo fanpage thì các bạn tạo một chọn là doanh nghiệp địa phương hoặc địa điểm, chọn danh mục phù hợp, ví dụ như những cái danh mục mà phù hợp với lại tính chất của shop của bạn, sản phẩm bạn đang bán. Thứ hai là tên của fanpage phải gồm, thứ nhất công thức như sau là tên của nhóm sản phẩm chứa keyword về sản phẩm và cộng với tên thương hiệu. Bây giờ đấy là tên nhé, tức là tên của từ khóa keyword đầu tiên là bạn đang bán cái sản phẩm gì thì phải đưa nó lên trên, thương hiệu của mình đưa bên dưới. Không ai đi tìm tên thương hiệu đâu, người ta tìm là người ta có nhu cầu, người ta tìm tên sản phẩm, không ai tìm tên thương hiệu, đúng không? Bạn đồng ý với mình không? Vậy cái sản phẩm nào là sản phẩm chủ đạo của mình thì mình phải để lên trên. Thế còn đây là đang SEO fanpage chính. Một lúc nữa sau cái fanpage chính này tôi sẽ nói về cái fanpage vệ tinh, cách làm fanpage vệ tinh. Ví dụ về cái đặt tên fanpage thì các bạn, tôi có một cái sản phẩm ví dụ như là dây đàn hồi tập thể dục chẳng hạn, thương hiệu là Đại Việt Sport thì là dây đàn hồi tập thể dục là keyword và Đại Việt Sport là tên shop. Các bạn có thể để tên như thế. Về địa chỉ đường là phải cụ thể, về điện thoại, có điện thoại đầy đủ nhá, địa chỉ đầy đủ, điện thoại đầy đủ, thông tin trên fanpage thì avatar chính là logo hình ảnh của shop hoặc hình ảnh của sản phẩm. Cover ảnh thì bao gồm thứ nhất là tên nhóm sản phẩm, hình ảnh sản phẩm, số điện thoại liên hệ, logo công ty có thể thêm vào và giá sản phẩm nếu có, thì cái đấy là phần cover. Phần thiết kế này các bạn không thiết kế được thì thuê, thuê bây giờ rẻ lắm, trên diễn đàn rất nhiều. Và có một phần không thể quên được là nút kêu gọi hành động, là phải có thể là để là gọi ngay hoặc là nhắn tin ngay, liên hệ ngay. Về phần mô tả của fanpage, thứ nhất là ngay trong phần mô tả, ngay trong dòng đầu tiên phải nhắc đến cái sản phẩm và dịch vụ mình đang bán,
Vì đối với Facebook, cái phần mô tả đấy được coi đánh giá là thẻ meta, và thẻ meta mạnh nhất khi keyword nhắc đến ngay dòng đầu tiên, câu đầu tiên, ngay câu đầu tiên các bạn phải nhắc đến keyword và giới thiệu về các cái sản phẩm mà fanpage đang bán, nhưng cái keyword phải nhắc đến đầu tiên để cho nó mạnh, và các dòng sản phẩm cùng loại. Một điều nữa là tuyên bố về quyền sở hữu và quyền tác giả. Ví dụ như bạn có thể nói là các nội dung về hình ảnh và video trên fanpage cũng như website này thuộc quyền sở hữu của shop mình. Về phần tên, mô tả tên xong rồi, tuyên bố quyền sở hữu rồi. Phần liên hệ là phải có website là rất tốt, có email, cái đó bạn phải thêm vào. Giờ mở cửa, đóng cửa. Tên người dùng, cái này rất quan trọng này. Cái đường link của fanpage đấy là tối ưu đường dẫn, cái đường dẫn đấy. Vậy cái đường dẫn này nó sẽ thì thay đổi, thường thường thì có nhiều fanpage lập ra có thể thay đổi được ngay, nhưng thông thường thì là phải trên 20 năm lượt thích thì mới thay đổi được cái tên đường dẫn. Vậy tên đường dẫn mình phải đặt theo tiêu như sau. Thứ nhất là keyword chấm Anh ơi, ơi mọi người hỏi cây quất là gì ạ? à keyword keyword là từ khóa đấy ạ. Từ khóa thì các bạn có thể có những cái công cụ tìm kiếm từ khóa như sau. Từ khóa liên quan đến sản phẩm dịch vụ, các bạn có thể dùng những cái công cụ này. Mình sẽ gửi tài liệu nhưng mà mình sẽ nói qua về cái công cụ tìm kiếm từ khóa. Thứ nhất là mình có hay dùng là keyword Anh ơi, tool.io, từ từ keyword anh ơi. Cái planning. word ý đâu để cho mọi người hiểu cái word, ví dụ như là mọi người bán cái sản phẩm như là trà lá đu đủ giảm cân chẳng hạn, thì cái cây guốc đó là người ta sẽ tìm kiếm là trà lá đu đủ đó, hoặc là trà lá đu đủ chữa chữa bệnh gì á, thì Đúng đó gọi rồi, là cây guốc đấy, gọi đúng là rồi, cái từ khóa để mà tìm kiếm ra cái sản phẩm của mọi người á. đúng Ví rồi, dụ như đúng là rồi. bán quần áo thì người ta sẽ tìm là quần áo thời trang Quảng Châu á, bán buôn á, thì đó gọi là cây guốc, tức là theo cái ngành hàng. Còn muốn Còn tìm cây guốc thì mọi người, anh sẽ gửi cái công cụ cho mọi người, nó phải có công cụ để thống kê là người dùng họ tìm kiếm gì, thì cái đó thì nó phải có công cụ, và anh Hân sẽ chia sẻ cái đưa cho mọi người công cụ ấy sau, gửi mình sẽ gửi qua chatbot cho mọi người. gửi qua chatbot cho mọi người, mà nói thật nhé, nếu mà không phải là người dân chuyên ấy thì các bạn nên dùng một cái công cụ rất đơn giản thôi là spineditor.com, vào đấy là có thể thiết lập được tất cả các công cụ từ khóa và có thống kê có bao nhiêu người truy cập vào cái từ khóa đấy hàng tháng luôn. Dùng spineditor.com đơn giản thôi, cái này miễn phí không mất tiền. Và các bạn nhớ một điều này, từ khóa hoặc là tên sản phẩm dịch vụ chấm tên shop. Bây giờ đừng có đặt tên shop không thôi, cái đường dẫn này rất quan trọng, tối ưu đường dẫn cơ hội lên top của bạn rất cao, các bạn hiểu không? Ví dụ như bạn có thể truy cập tất cả đường dẫn, thì có thể đường dẫn của fanpage, đường dẫn của group, như cái group của tôi đang đặt là học tiếng Nhật miễn phí chấm AOI, tức là thương hiệu AOI của tôi ở đằng sau, còn từ khóa là học tiếng Nhật miễn phí. Như vậy là gần như là đánh từ học tiếng Nhật này của tôi lên top rồi. Thì đó là một cái cách đặt tên đường dẫn nhé. Tôi chỉ nhắc các bạn đấy là cách đặt tên đường dẫn. Và tôi sẽ gửi cho các bạn. Sau vậy khi các bạn làm như thế rồi, thì để một cái cơ hội để mà nó fanpage lên top, nhưng như vậy nó chưa lên top đâu. Mới làm như vậy mới phần tối ưu phần đầu tiên thôi. Thế bây giờ làm thế nào để cho nó lên top? Thì có một cách như sau. Các bạn biết về hashtag không? Hashtag người ta bảo là nhỏ nhưng có võ, thì cái hashtag này là một cái điều kiện để lên top. Vậy hashtag các bạn làm như nào? Hashtag thì nó có hai loại, một là hashtag có dấu và hashtag không có dấu. Vậy hashtag không có dấu là cái loại hashtag viết liền ấy, viết liền vào nhau mà không dấu ấy. Vậy những cái bài mà khi mà các bạn làm xong tối ưu rồi thì các bạn đăng những cái bài viết, có các điều đăng bài viết như sau. Thứ nhất là đăng bài viết gọi là đăng status ấy, đúng không? Đăng hình ảnh rồi là đăng nội dung. Thứ hai là các bạn có thể tạo sự kiện. Thứ ba là có thể đăng ở trong ghi chú. Thì tất cả những cái điều đấy là đều 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 phải tuân thủ theo một cái kiểu đăng là title, tức là những cái câu đầu tiên các bạn phải nói đến cái sản phẩm mà các bạn đang bán. Hai dòng đầu tiên là các bạn phải nói về cái sản phẩm mà đang bán. Và cái cuối cùng đó là hashtag, các bạn phải có hashtag. Hashtag là một cái điều kiện cực kỳ lợi hại để lên top. Và tôi sẽ gửi cho các bạn về tất cả những cái mà liên quan đến hashtag. Thì Facebook nó có một điều lợi hại như này. Khi mà trên bài viết
nó chỉ hiện được 30, tối đa là 30 cái hashtag đầu tiên trên mỗi bài viết hoặc mỗi comment ở bên dưới. Vì vậy nếu mà bạn có nhiều từ khóa, hàng trăm từ khóa thì các bạn phải làm sao ạ? Phải đảo đi thôi. Tức là mình vừa để hashtag ở trên bài viết và vừa cho hashtag ở phần comment. Bạn hiểu không ạ? Và dĩ nhiên là mỗi hashtag và một từ khóa nó khác nhau. Đơn giản lắm. Và những ở bài viết sau thì ta thay đổi vị trí hashtag còn lại. Ví dụ khi các bạn để 30 cái hashtag đầu tiên ở trên phần comment thì bài viết sau thì mình lại cho nó trên lên bài viết, đảo đi đảo lại như thế thì gần như tất cả các từ khóa của bạn khi khách hàng gõ nó đều lên top. Facebook nó mới update một cái rất là lợi hại, đó là bây giờ hình như là nó nhiều p nhiều fanpage là nó không cho đánh giá 5 sao nữa. Thì ngày xưa thì đánh giá 5 sao rất hay, nhưng bây giờ nó bỏ rồi, nhiều fanpage nó bỏ, nó nhiều tài khoản nó bỏ, nó không phải bỏ hết đâu. Mình thấy nhiều nhiều cái vẫn đánh giá 5 sao được, nhưng cái nào mà không đánh giá 5 sao được, hay là hôm nọ vào một cái fanpage thấy nó không cho đánh giá 5 sao nữa, nó chuyển thành giới thiệu, chắc nó mới update. Thì nhưng mà những cái like hay là đánh giá 5 sao Facebook nó bây giờ nó cũng không quan trọng như ngày xưa nữa. Các bạn không cần phải đi mua like ảo đâu. Facebook bây giờ nó quan trọng nhất đó là có bao nhiêu người đang hoạt động trên cái fanpage đó này. Thế là có bao nhiêu người đang thường xuyên tương tác với fanpage đó mới là cái quan trọng. Chứ còn có bao nhiêu người thích cái fanpage đó nó không còn quan trọng nữa đâu. Các bạn hiểu chưa? Có bao nhiêu người đang tương tác với cái fanpage đấy mới là quan trọng. Còn bao nhiêu người mà đang like nó không quan trọng nữa. Vậy bạn phải đăng những cái bài viết làm sao ạ? Kêu gọi người ta tương tác với fanpage đó. Thì bây giờ có một cái kiểu kêu gọi mà tôi hay làm nhất và dễ làm nhất, đó là các bạn hãy share cái bài viết này để lưu lại hoặc là share để ghi nhớ. Các bạn hãy share về tường thì cái kêu gọi đấy là dễ làm nhất. Chứ bạn mới kêu gọi, bây giờ kêu gọi người ta thích thì khó lắm. Bây giờ người Việt Nam mình lười thích lắm, còn kêu gọi share thì chắc chắn là rất là nhiều người share lắm. Các bạn băng những bài hữu ích nên bảo là các bạn hãy share về, chắc chắn là người ta share, và share cũng được tính là tương tác, và đấy là cách để giữ chân khách hàng. Quan hiểu không? Thế mà hai nữa là cái lượt đánh giá làm sao không nói, nhưng mà check in. Check in bây giờ bảo cũng rất nhiều người lười check in như vậy. Mình tự check in, mình tự check in vào fanpage của mình và tag tên những cái người bạn của mình check in cùng. Mỗi một lần check in tag 200 thằng vào, 10 lần check in là có 2.000 thằng check in rồi. Và dựa vào cái check in đó thì Facebook cũng ưu tiên để đưa cái fanpage của bạn lên top tìm kiếm khi có khách hàng có gõ từ khóa tìm kiếm. Việc làm này nó cực kỳ dễ. Thế thì ngoài đây là cái fanpage chính, các bạn có thể làm như thế, phải chăm sóc thường xuyên, phải thường xuyên đăng bài, đừng có bỏ đói. Khi mà làm Facebook đừng bao giờ bỏ đói, fanpage ngày nào cũng phải ít nhất phải được ăn 3 lần, sáng, trưa, chiều và những giờ vàng. Và giờ vàng ở đây là gì? Giờ vàng là giờ mà có nhiều người online nhất, nhiều người đang truy cập internet nhất. Và theo thống kê của internet thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 9 giờ tối, 9 giờ sáng và 11 giờ trưa. Những cái giờ đấy là các bạn phải đăng bài để níu giữ chân khách hàng, đừng có đăng làm nhảm. Bạn hiểu không ạ? Dễ làm lắm, sẽ gửi tài liệu cho bạn đầy đủ, không thiếu cái gì cả. Gửi qua Hồ Ngọc Cương, Hồ Cương sẽ gửi cho. Tôi làm rất chi tiết cái tài liệu, các cách làm rất chi tiết gửi cho bạn. Và các cái công cụ để các bạn tối ưu. Cuối cùng là sẽ gửi thêm một cái tài liệu nữa là SEO fanpage lên top của Google. SEO fanpage của lên top Google các bạn thấy nó dễ làm hơn Facebook rất nhiều. À quên, nó dễ làm hơn website rất nhiều. Nhưng ngược lại thì nó lại có một cái hạn chế là fanpage nó không SEO được nhiều từ khóa. Website thì các bạn có thể SEO bằng vạn từ khóa. Nhưng fanpage thì không SEO được nhiều từ khóa và SEO rất ít, một hoặc hai từ thôi. Như vậy để một cách để mình SEO lên top của Google thì việc đầu tiên quan trọng bậc nhất là các bạn phải nghiên cứu được từ khóa mà liên quan đến sản phẩm dịch vụ của mình và khách hàng đang tìm kiếm trên Facebook. Thì các bạn nhớ là phải dùng một trong ba công cụ như sau: một là keyword io.tool, hai là keyword planner,
Ba là Spin Editor và tôi hay dùng là Spin Editor, bởi vì tôi cũng không phải là một người SEO chuyên nghiệp, cũng không phải là thợ SEO mà một người biết SEO đâu. Tôi sẽ hay dùng là Spin Editor, nó dễ hơn, nó dễ dùng, và tôi chia sẻ các bạn cái công cụ này nó dễ dùng lắm. Đánh Spin Editor nó ra mà, và các bạn sẽ tìm kiếm được cái từ khóa của các bạn liên quan đến sản phẩm dịch vụ, và các bạn đặt tên fanpage theo các cái từ khóa đó. Và ví dụ như là mỗi một từ khóa các bạn làm một fanpage đi, đơn giản như vậy thôi. Mỗi một từ khóa mà trên 1.000 lượt tìm kiếm một tháng, các bạn làm fanpage, đặt tên cho nó một cái fanpage, và do mình làm quản trị viên. Và việc đưa một trong những cái fan tất cả đưa có thể đưa tất cả fanpage ấy lên top của Google bằng cách như sau. Các bạn, thứ nhất là các bạn có thể là cho Google index. Điều quan trọng nhất là phải một cái fanpage chuẩn SEO, là cái tên của fanpage nó phải dưới 70 ký tự và phải chứa từ khóa cần SEO, nhớ nhá, dưới 70 ký tự và chứa từ khóa cần SEO. Và thứ hai nữa, đường dẫn phải dưới 70 ký tự URL ấy, dưới 70 ký tự và chứa từ khóa cần SEO. Mô tả sản phẩm thì ngay đầu tiên, cái dòng đầu tiên phải nhắc đến keyword, tức là từ khóa cần SEO. Sau đó các bạn cho Google Index, cho Google Index cái đường dẫn của các bạn ấy, tất nhiên là nó phải trên 25 người thích thì mới có đường dẫn để cho Google Index. Sau khi Google Index rồi, nó chưa thể lên top ngay được, thì các bạn phải đi backlink. SEO fanpage là phải đi backlink. Có rất nhiều người sẽ nói rằng là SEO fanpage không cần phải đi backlink anh ạ. Cũng nhiều người tương tác và nhiều người trải nghiệm và viết những cái bài viết yêu thích nó cũng lên. Ok, đấy là cách nào cũng khá lâu, nhưng mà theo tôi là fanpage nó vô hạn. Cứ đi backlink đi, chết bỏ, quan trọng gì đó. Vậy backlink lấy ở đâu? Backlink lấy ở các cái diễn đàn. Backlink ở các diễn đàn. Và dĩ nhiên rồi, sau cái buổi livestream này tôi sẽ gửi cho Hồ Ngọc Cương tất cả các cái diễn đàn năm 2018 vẫn còn sống và cái chỉ số SEO đang rất tốt để các bạn có thể đi. Tức là viết những cái bài viết xong sau đó thì chèn khéo léo, chèn cái đường link của fanpage của mình các cái diễn đàn đó. Và một ngày đẹp trời, cái fanpage của mình sẽ lên top của Google ngang với website. Và như vậy là khách hàng nó lại tự động tìm đến mình. Thì những cái cách làm đó mình không phải mất nhiều tiền cho chạy quảng cáo. Bạn thấy nó hay không? À, anh ơi, đợt này nó có một cái vấn đề như thế này, mà tức là anh không biết anh có giải pháp gì chưa. Hiện tại là cái thằng Google nó không có index fanpage nữa. À đúng rồi, nó mới update tháng 8 này. Hiện tại Nó thì mới Google nó không cho in index fanpage, hoặc là nó không cho index kiểu tự do nữa. Thì hiện tại thì đội SEO ở Hồ Chí Minh thì không biết là thấy không, vừa rồi đội đỉnh tỉnh nó họp với nhau không biết là tìm ra giải pháp gì chưa, nhưng ở Hà Nội thì chưa thấy ông nào chia sẻ cái giải pháp để index fanpage. Nhưng mà tụi mình đi thì nó có bù lại không anh? Google nó cũng tự động nó index mà. Tức là Google nó thấy rằng cái trải nghiệm của người dùng ở trên fanpage ấy nó tốt, nó vẫn tự động cho index, chứ không phải là mình chủ động cho index. Còn cái này là nó thấy fanpage của mình có nhiều người tương tác và có những cái nội dung thực sự là hữu ích và nội dung hay, nội dung gọi là gần với người dùng, không đi copy, quan trọng nhá, đừng đi copy thì Google nó cho index thôi, hiểu chưa? Tức là copy 30% thì được, còn đừng có copy 100% thì Google nó lại đánh giá là tốt, nó cho index, nó cho index tự động. Google nó có hai hình thức index nhé. Một là tự động nó đi tìm kiếm những cái nội dung hay, nó đi cho index. Hai là mình chủ động cho nó index. Và hiện tại bây giờ Google đúng rồi, nó tháng 8 vừa rồi nó đang update, nó đang không cho các kiểu gửi link cho nó nữa, mà phải update phải index qua một cái master tool, tức là cái công cụ index của nó. Thì thường cái này nó phục vụ cho website, thì fanpage anh cũng không có giải pháp gì cả. Thì nếu mà có anh sẽ chia sẻ sớm cho mọi người, thì vì mấy ông làm SEO ở ngoài Bắc này các ông ấy ích kỷ quá, ít khi chia sẻ với nhau nên chưa hỏi được, không hỏi được chia sẻ cho mọi người tiên trí không giữ cái gì cả. Nhưng các bạn cứ yên tâm, nó không tự động, à nó mình không gửi cho nó index được, nó hoàn toàn tự động index nếu nội dung của các bạn là thật sự tốt. Nội dung là vua, không phải lo.
nó sẽ tự động index mà. Mình có những cái fanpage mà nó tự động index, mình trả gửi index thì nó index. Sao bảo nhé, đừng đi copy nhiều quá. Dạ. Các bạn có muốn đặt câu hỏi gì không? À, group, group cũng nên nên lên top nhá. Xin thưa các bạn, group cũng làm như fanpage, nó cũng lên top bình thường. Và nếu mà các bạn có fanpage lên top, group của các bạn lên top thì thiên hạ khách hàng về các bạn hết. Hãy làm điều đó. Thì ngày xưa ấy, tôi xin chia sẻ một cái sai lầm mà ngày xưa khi tôi làm group cho AOE là một cái sai lầm của tôi, là ngày xưa tôi không có hiểu nhiều về Facebook và tôi làm một cái group của AOE, tôi xây dựng group của AOE và tôi đăng để group của tôi là nhóm kín. Đó là một cái sai lầm. Và nếu mà các bạn bây giờ mà đang xây dựng group cho riêng mình thì các bạn hãy để là nhóm mở, đừng để nhóm kín nữa. Nhóm kín nó khác nhau, mở mở ở chỗ là nhóm kín không thể chia sẻ được, còn nhóm mở sẽ chia sẻ được và nhiều người biết hơn. Thì đó là một cái sai lầm của tôi khi xây dựng nhóm. Có các bạn đừng đừng có nghĩ là à nhóm kín mà khách hàng nó không lấy được, à thằng đối thủ nó không lấy được khách hàng của mình đâu. Có cái rất nhiều tool trên thị trường này mà nhóm kín, nhóm mở hay nhóm gì nó lấy được hết. Vậy mình giữ khách hàng bằng cách gì? Vậy nói như vậy thì đối thủ nó sẽ nhảy vào mình, nó cướp khách hàng. Mình giữ khách hàng với gì? Mình giữ khách hàng bằng cái chất lượng dịch vụ của mình mang lại và bằng cái chăm sóc của mình đối với khách hàng. Các bạn có thường xuyên chia sẻ đối với lại những khách hàng của mình những cái bài viết hữu ích không, hay là toàn toàn nhăm 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 bán hàng cho họ? Thì không khế thì không khác thì đuổi họ đi. Thì mình họ khách hàng, người ta mua một sản phẩm, người ta cần được hướng dẫn sử dụng, người ta cần được những cái cảnh báo, thì các bạn hãy là người tư vấn chứ đừng nên là người bán hàng. Bạn hiểu Anh ơi, hiểu được em hỏi chỗ này tí. Em đang cũng phân vân giữa cái nhóm kín và nhóm mở. Tức là như thế này, tức là nếu mà nhóm kín á thì mình đăng tài liệu cho họ, sau đó mình đẩy link đi thì họ vào dễ hơn. Nhưng mà đôi khi họ không không nhất thiết là họ phải tham gia nhóm thì họ cũng nhận được tài liệu. Nên là đôi khi em phải đẩy nhóm kín, nhưng mà em bên Abit á thì nó có công nghệ là bắt buộc là anh phải 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 comment. Thì bắt đầu mới nhận được tài liệu và bắt buộc phải tham gia nhóm. Thì cái giải pháp đó thì thật sự hiện tại thì cũng chỉ bây giờ nếu mà như vậy thì nó phải thông qua một ứng dụng ở bên như bên Abit Plus đúng rồi. đấy, vì ở mở thì ngon hơn, nhưng mà thật sự mở nhiều khi là kiểu như là họ nhận được được cái tin này á mà họ không Đúng cần rồi, tham gia nhóm đúng đấy, thì nhiều khi là họ không nhất thiết phải vào nhóm luôn. Thì à, loanh thì quanh nhiều anh đúng là cũng phải quay về cái là vấn đề nội dung, thì để nó đúng, thấy là à nó bổ ích để nó vào. tức là cái nhóm của mình nó phải thực sự là như này, chất lượng nhóm là phải nhiều người tương tác. Cái nhóm bây giờ mình thấy có rất nhiều ông đi cắm cổ, đi đi kéo nhóm, sai lầm nhá. Cắm cổ đi kéo nhóm là sai lầm. Facebook nó sẽ tính như này, nó vẫn tính là bao nhiêu người hoạt động trên cái nhóm đấy chứ không tính số lượng thành viên. Và cái số người hoạt động nó mới là lợi hại, được chưa? Cái số người mà hoạt động sinh hoạt ở trên cái group mới là lợi hại, mới là điều mà Facebook nó ưu tiên, và với điều là nó được nhiều người quan tâm và người ta càng ngày càng gia nhập nhiều hơn. Bây giờ em không bao giờ em bây giờ anh em mình thế thôi, đi nước vào một cái nhóm mà chả có thằng nào nó hoạt động, đúng không? Dạ. Không cái này chả có một cái comment nào thì anh em mình có kích vào không? Làm gì cho nó mệt đấy, đúng không? Là em thấy mà cái nhóm này thì em có cái này em có thể nói mọi người một chút, là trong cái quá trình làm nhóm á thì em phân làm 7 bước của làm nhóm. Cũng giống như anh hay nói là mọi người làm nhóm là mọi người kéo cho nó đông, nhưng mà đông nhưng mà có thằng nào tương tác đâu Đúng rồi. và bị dở hơi ấy. Đấy, nên là nếu mà làm nhóm á thì mọi người có thể làm theo theo 7 bước, 7 bước như thế này. Tức là ở đây mọi người nghe được 7 bước không? Mọi người comment số 7 xem nào, mình sẽ chỉ 7 bước làm nhóm cho. Bởi vì mình rất là thích cái tư duy của anh Hân, đó là anh xây dựng cộng đồng trước và anh bán sau. Mọi người không biết là cái cộng đồng học tiếng Nhật online miễn phí của anh Hân nó kinh khủng thế nào đâu. Và data của ông ấy thật sự ông ấy chỉ ngồi chơi nhìn data nó nhảy vào thôi. Đó là bá đạo. Thì mình sẽ tóm gọn cho mọi người 7 cái bước để mọi người
xây dựng một cái nhóm trong cái phần mà free topic này. Mọi người có nghe được 7 bước không? Nếu mà mọi người muốn nghe 7 bước, mọi người hãy comment là số 7 vào đây em nào. Chỉ đủ 7 bước luôn, đảm bảo nhóm sẽ ngon, nhưng mà sẽ chúng ta lại cũng phải tập trung 7 bước đúng không? Mới có 1 2 3 người, 4 người, 5 người muốn nghe. Ở đây là cái mình cũng nói trước luôn là cái 7 bước này về làm nhóm này á, thì nói thẳng là mình cũng chưa chia sẻ ở đâu nhiều đâu. Chỉ có cho nội bộ học viên sử dụng cái quy trình 7 bước này thôi. Ok, mọi người muốn 7 bước rồi. Rồi. Ok nhá. Thì cái bước thứ nhất này, mọi người hãy lưu ý bước thứ nhất này, là mọi người phải xác định được là muốn đứa nào là thành viên. Nhiều khi mọi người cứ vơ lung tung á, vơ lộn nhèo á, anh nhỉ, nhiều khi kiểu vơ cho đủ số lượng á. Đúng rồi, sai đấy. Nhóm đấy. Phải đúng người, đúng đấy. Nhu cầu quan tâm. Ngày đúng trước rồi. Anh thích nhóm của Hồ Ngọc Cương, anh tiếc ơi là tiếc. Cái nhóm đấy quá. Xóa rồi. Ok, bước thứ nhất nhá, là xác định đối tượng mà chúng ta muốn kéo. Chúng ta muốn kéo mẹ bỉm sữa, chúng ta muốn kéo dân buôn, chúng ta muốn kéo là bọn học sinh để thi tốt nghiệp, hay là muốn kéo ai đó. Nói chung là tất nhiên là muốn kéo ai đó thì nó là chúng ta bán thì chúng ta kéo đấy thôi, không nó đơn giản đúng không? Bước đầu tiên chúng ta xác định bước đầu tiên xong chưa? Mọi người gọi là xác định đối tượng cần kéo, đó là bước đầu tiên mà nhiều người mọi người làm lờ mờ lắm. Cứ kéo gọi là ôm đầu ôm cổ mọi người kéo thôi, chứ mọi người không có nghỉ cái bước này nhá. Bước thứ hai, bước đầu tiên mọi người ok chưa? Mọi người gõ số 1 bước đầu tiên để mình xem là mọi người đã nghe được cái bước đầu tiên chưa? Là xác định đối tượng muốn kéo. Ví dụ chẳng hạn, bây giờ mình muốn làm một cái dịch vụ cung cấp là website chẳng hạn, thì đối tượng của mình là tất cả người có khả năng làm website bán hàng. Và mình xác định rõ đối tượng là như vậy, và họ bao nhiêu tuổi, họ làm cái gì. Đó, là xác định đối tượng. Ok, mọi người xác định đối tượng được chưa? Được thì chúng ta gõ 1 xem nào. Ok. Sau khi mọi người xác định đối tượng xong rồi á, thì chúng ta mới đi qua cái bước số 2, là cái họ quan tâm là cái gì, chứ không phải là quan tâm sản phẩm của mình đâu nha. Không nhất thiết thiết là phải là sản phẩm của mình đâu. Thậm chí là một cái cộng đồng mà nó hơi ngang trái một chút, nó không liên quan sản phẩm nhưng chúng ta vẫn bán được. Nên là chúng ta phải xác định là họ quan tâm cái gì. Ví dụ bây giờ mẹ bỉm sữa chẳng hạn thì họ quan tâm gì? Ví dụ họ quan tâm về làm đẹp, họ quan tâm về tài chính, họ quan tâm về chăm sóc con cái, họ quan tâm về giữ chồng, đó, họ quan tâm về cướp chồng, bình thường. Miễn là chúng ta xây dựng được cộng đồng, chúng ta xây dựng được sân chơi là chúng ta bán được hàng. Khi mà chúng ta là chủ cộng đồng đó. Ok, bước thứ hai là xác định điều họ quan tâm. Mọi người xong bước thứ hai chưa? Giờ xong bước thứ hai, bước thứ một nó loát hơi chậm đúng không anh? Mọi người nghe được bước thứ hai chưa? Đó là xác định cái họ, cái đối tượng mà chúng ta họ quan tâm cái gì á, thì chúng ta mới làm được cộng đồng. Cái này là hiện tại là mình làm được rất lâu rồi và đến bây giờ vẫn là tốt. Đến bây giờ vẫn là làm cộng đồng trước, bán hàng sau cực tốt. Chưa? Xác. Chúng ta phải biết cái họ quan tâm là gì nhá. Ví dụ như là đối tượng chúng ta là website sẽ quan tâm gì? Họ có thể là quan tâm tên miền không? Quan tâm nguồn hàng không? Quan tâm kinh doanh? Không nhất thiết. Ví dụ như anh Hân chẳng hạn đúng không? Thì anh Hân xác định là một cộng đồng học về tiếng Nhật, tiếng Hàn. Đấy. Nhưng mà anh Hân có thể ra một cái cộng đồng nó liên quan đến du học chẳng hạn. Bên anh Hân vẫn làm du học nha mọi người nhá. Phải không anh Hân nhỉ? Xuất khẩu lao động anh. Đúng rồi, nên là mọi người mà cần một địa chỉ xuất khẩu lao động, đặc biệt là Nhật, Hàn á, mà uy tín á, thì mọi người có thể liên hệ anh Hân. Đấy, thì anh Hân có thể, mọi người có thể làm ra rất là nhiều cộng đồng. Đó, thì mọi người xác định là cái họ quan tâm. Được chưa? Mọi người gọi số 2 hết xem nào. Cái họ quan tâm nhá, không phải là cái mình muốn bán đâu. Mình muốn bán thì họ lại không quan tâm. Nên là đừng mọi người xác định được là cái họ quan tâm. Đừng có nhầm nhầm bán hàng. Đúng rồi. Bây giờ chúng ta phải tạo sân chơi họ đó. Chúng ta tạo họ có sân chơi á, là chúng ta có tiền. Ở đâu có lưu lượng là ở đó có tiền.
giống như bán hàng offline cũng vậy thôi, chúng ta phải dọn một cái bãi cỏ đẹp thôi, sau đó những người khác đến bán hàng và nó sạch đẹp ngon lành thì người ta cùng đến đó ăn uống. Còn nếu chúng ta cứ xác định ra đó mà chăm chăm mà phong 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 thì là chết. Ok, mọi người nghe được phần số 2 chưa? Ok, số 2 là đúng không? Tiếp tục mọi người phải làm cái cộng đồng này, bởi vì cái cộng đồng á, nhìn nói thì vậy thôi nhưng mà làm cộng đồng cũng xương đấy, không phải ai cũng làm được đâu. Bởi vì mọi người không 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 đi theo cái bước thứ ba, đó là mọi người xác định là cái ta có, biết là cái họ cần rồi, mà mọi người biết là người ta có cái gì nữa cơ, mình có cái gì để mình cho đi á. Chứ ví dụ anh Hân chẳng hạn, anh rất là giỏi về tiếng Nhật ấy, anh mới cho đi tiếng Nhật. Anh rất là giỏi về marketing thì anh mới cho đi về marketing, về tư duy chiến lược thì anh mới cho được cái đấy. Chứ ví dụ về ông Hân chẳng hạn mà cho đi về tập thể hình thì ai nghe được, đúng không? Cũng là một cộng đồng thôi, nhưng mà anh Hân mà bảo đi bây giờ đấy, thằng nào mà muốn tăng cân thì theo anh Hân thì thôi, không có ai theo cả. Ok chưa? Đó là bước thứ ba là cái ta có. Chúng ta đến xử lý bước thứ ba xong chưa? Rồi, ok, mình tóm 5 bước cho nó nhanh nhá, bởi vì cái nhóm này thì mình có làm một thời gian rồi, mình sẽ trao lại cái chương trình cho anh Hân. Bước thứ ba là cái ta có này, và bước thứ tư á, cái này thì anh Hân làm rất là giỏi luôn. Đó là anh Hân sản xuất được nội dung. Mà nếu không sản xuất được nội dung thì mọi người phải tổng hợp được nội dung. Và cái này là mọi người phải làm được. Không sản xuất được thì mọi người phải tổng hợp nội dung nhá. Chúng ta muốn là xây nhóm về tài chính, chúng ta đi tổng hợp, thuê nhân viên tổng hợp, mà tốt nhất là bản thân mọi người tổng hợp. Chưa? Bước thứ sáu á, bước thứ năm thì mọi người bắt đầu kéo thành viên. Chứ hầu như là mọi người là làm bước thứ một là ở bước thứ sáu luôn. Thế mọi người tạo ra một cái nhóm như là cái tên đấy, sau đó mọi người kéo ầm ầm vào, xong rồi không có tương tác gì cả thôi, tự cái nhóm này tự chết. Đấy, và bước thứ 6, tức là bước thứ 5 á, là kéo đợt 1. Kéo đợt 1 tức là mọi người kéo đạt tầm khoảng 1.000 người thôi. À, tức là cái kéo đợt đầu nó không cần đông đâu, mọi người chỉ cần đúng 1.000 người cho mình, nhưng mà nó phải thực sự hoạt động được. Đó, và muốn thực sự hoạt động được thì ở cái bước thứ 5, mà cái bước tổng hợp nội dung thì mọi người phải ném vào đó tầm khoảng 2 đến 30 cái nội dung rồi. Thì chúng ta phải đến cái bước kéo mem đợt 1 là tầm khoảng 1.000 người. Và khi mà cái nhóm nó hoạt động đó, tức là có người hỏi, có người đáp, chúng ta không không phải 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 tự đăng một mình nữa, thì bắt đầu chúng ta kéo mem đợt 2. Đó, mà đoạn kéo mem đợt 2 thì mọi người kéo banh chè đi, kéo thoải mái đi. Bởi vì người ta đã vào, người ta thấy giá trị, người ta sẽ ở lại. Đó là 7 cái bước mà mình làm một cái cộng đồng. Ok chưa? Mọi người nghe được 7 bước chưa? Nghe được mọi người ok nhá. Còn nếu mọi ở hầu hết là mọi người làm bước số 5, là mọi người kéo nhóm, hoặc là mọi người làm được bước số 1, số 2 là mọi người kéo nhóm. Bản thân mình thôi, nhóm cũng là một cái cộng đồng thôi, mình thấy vào thấy toàn rác là mình tự ao thôi. Ok giờ mọi người nghe được thì mọi người comment số 7 nhá. Rồi ok, đó là phần phần nhóm của mình thì có kinh nghiệm một chút về làm nhóm. Ok rồi, em xin nhường lại cho phần này cho anh Hân tiếp. Thực sự là nếu mà làm nhóm thì đáng lý ra Hồ Ngọc Cương vẫn là người vô địch về làm nhóm, nói thật. Vì Hồ chính Đúng cái tư rồi. duy cái việc mà tôi biết Hồ Ngọc Cương là qua cái nhóm học quảng cáo online của Hồ Ngọc Cương, và tôi biết Hồ Ngọc Cương, và qua cái nhóm đấy thì tôi mới có một cái tư duy là tôi phải xây cho mình một cái nhóm giống như anh Hồ Ngọc Cương. Thế tôi về tôi làm y như vậy. Và tôi thấy hồi ban đầu ấy là tôi gặp anh Hồ Ngọc Cương là nhóm của anh ấy hơn 60.000 người, tôi thấy quảng cáo, và tôi thấy là hơn 60.000 người đang tham gia và hoạt động ở cái nhóm hoặc quảng cáo online, và thực sự là nó một nhóm rất là chất lượng. Và thời gian đó là Hồ Ngọc Cương rất là nhiệt huyết để với cái nhóm đấy, nhưng mà sau mấy cái nhóm tới đợt cuối cuối này Hồ Ngọc Cương xây thì Hồ Ngọc Cương cũng bỏ bê nhiều cho nhân viên, nhưng Hồ Cương cũng không trực tiếp làm. Nên với hai Lời nữa đúng là những người vào cũng ít, thành viên cũng sinh hoạt không 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 ấy quá, không hào hứng. Thì cái không? nhóm mà sinh hoạt hào hứng bây giờ mà ở trên cộng đồng là thành viên phải sinh hoạt được hào hứng,
Và hai nữa là Facebook nó quan trọng nhất là số người hoạt động trên cái nhóm đấy, bởi vì nó cũng mình có thể là quản trị viên mình đo được mà. Bao nhiêu người hoạt động trên cái nhóm đấy mới quan trọng, chứ không phải là nhóm đấy có bao nhiêu thành viên. Nhóm đấy có 1.000 thành viên thôi nhưng mà 900 người đang hoạt động thì nó sẽ Yeah. hơn một cái nhóm Còn có 10.000 thành viên nhưng mà chỉ có trăm có 10 người hoạt động. Còn nếu cái chưa, và khi nó cái mà anh nói là đúng là em ân hận luôn á, tức là lúc đầu mình cứ nghĩ là cái nhóm nó hoạt động ok rồi, sau đó mình bỏ luôn, mình không dẫn dắt, mình không dẫn dắt nó nữa là rồi nó đứt và nhóm nó mạnh hơn fanpage nhiều nhé, rồi, nhưng bản phần phần mình vậy là đầu tàu dẫn dắt cho con đúng rồi, là đứt. mình không dẫn dắt được, mình phải có những cái quản trị viên rất là tốt cùng mình. Ví dụ như anh cái nhóm tiếng Nhật tiếng Hàn của anh ấy, Dạ. thì anh yêu cầu giáo viên là như này, tất mọi giáo viên tham gia giảng dạy ở chỗ anh đều phải chia sẻ những cái kiến thức, thậm chí là còn phải có những cái buổi giảng online là live stream vào cái nhóm đấy để cho mọi người cùng học, Dạ. thì người ta mới tương tác, người ta mới tương tác vào nhóm nhiều, tương tác vào nhóm nhiều thì số người hoạt động nó mới nhiều. Và khi cái số người hoạt động nó nhiều thì bất kỳ mình đăng cái gì lên trên cái nhóm đấy thì nhiều người nhìn thấy. Cái quan trọng với mục tiêu của mình cuối cùng vẫn là bán hàng, hiểu không? Nhưng mà mình Dạ. phải đăng bài phải nhiều người nhìn thấy, thì nếu mà cái nhóm đấy mà nó không ai tương tác thì mình đăng vào cũng chả ai nhìn thấy cả, đúng không? Và nhóm có nhiều người tương tác mình đăng vào thì có phải là nhiều người nhìn thấy không, chứ không phải là mục tiêu là xây cái nhóm ra để nhiều người tương tác để vui đâu, không vui đâu, chả vui gì cả. Các bạn thấy là nhóm tâm sự Eva của các chị em không, đăng một bài lên zoom lắm, xôm lắm. Nhưng mà bản thân của cái bạn tên là, anh nhớ không nhầm, là admin của nhóm tâm sự Eva là bạn tên là Thảo, Phương Thảo hay sao ấy, bạn ấy là bán mỹ phẩm Linh Hương. Cái mục tiêu của bạn ấy xây ra một cái fanpage tâm sự Eva hơn 600.000 thành viên, và mỗi một lần hoạt động là toàn 200-300 comment thôi. Nhóm ấy rất khủng khiếp, nhưng mục tiêu của bạn ấy là bán mỹ phẩm. Thì đương nhiên bạn bán mỹ phẩm bạn có thể xây một cái cộng đồng liên quan đến bà Tám rồi, thì tâm sự Eva là quá chất lượng rồi. Và tâm sự Eva thì nó nhiều tâm sự Eva trong cuộc đời lắm, lên gõ chứ tâm sự Eva lại nhiều đấy. Nhưng mà đấy là một cái cách mà người ta làm mà mình có thể học theo, là bạn ấy đang, mình thấy là bạn ấy làm đúng là như vậy, và mình xây những cái cộng đồng như thế là đúng như thế. Và mình còn cộng đồng học tiếng Nhật với tiếng Hàn của mình nó cũng vậy, quan trọng nhất là số người người ta đang hoạt động, chứ còn thành viên không quan trọng, đừng có cắm cổ đi kéo thành viên làm gì. Hai nữa là khi mà cái thành viên đang hoạt động đấy thì Facebook nó gợi ý ở trên, các bạn gọi là được ăn đề xuất của Facebook ấy, thì khi Facebook đề xuất thì người ta sẽ kích vào tham gia. Thì khi tham gia thì bây giờ có cái trò là khi tham gia thì có cái kiểu là chào mừng thành viên mới ở nha, cái đấy rất hay. Mình hoàn toàn có thể làm cái động tác là chào mừng những thành viên mới bằng cách tag tên những thành viên mới vào, đúng Dạ. không? Đón chào họ. Thì đấy là một cái là mình thôi, thì những cái thành viên mới đấy chưa biết nó có tương tác hay không, lick thật hay lick ảo, nhưng mình trước hết thì admin phải tương tác với nó đó. Thì sau này admin sẽ đăng những cái bài liên quan đến xung quanh chúng nó thì chúng nó chắc chắn nó nhìn thấy đấy. Có Facebook nó sẽ xảy ra hai chiều nhá. Một là mình đi tương tác với người khác thì mình cũng nhìn thấy bài viết của họ, nhưng ngược ngược lại thì họ cũng nhìn thấy bài viết của mình. Bởi vì bây giờ các bạn tưởng tượng này, khi mà mình đăng một cái status nào đó, hoặc là khách hàng đi, họ đăng một cái status, một cái bài viết nào đó ở trên Facebook của họ, mình vào mình comment một câu vu vơ là họ đăng cái ảnh của họ với gia đình của họ, là mình vào mình comment là gia đình quá hạnh phúc hoặc là chúc gia đình hạnh phúc, thì người ta đương nhiên là theo cái phép lịch sự chả cần biết là ai, người ta sẽ phải trả lời cảm ơn bạn. Vậy là đã xảy ra tương tác rồi, qua lại rồi. Lúc đó thì mình lại đăng bán sản phẩm mà họ đang có nhu cầu, họ chết chắc, họ tưởng là luật hấp dẫn có thật đấy nhá. Vô tình, và cái con bé này nó gọi là nó vừa comment vào bài viết mình, nó vừa khen mình xinh không, đó là một cái kiểu mà để mình đi cướp khách của đối thủ ấy. Tức là mình vào fanpage của đối thủ đừng có chốt sale, vào fanpage của khách hàng kết bạn với hàng loạt những cái đứa tương tác cái fanpage hoặc group của khách hàng luôn, nhưng mình lại về tường của mình đăng, chứ mình đừng có mời gọi, đừng có inbox cho thế nào vậy.
mình không đang chèo nhập kéo. không chèo kéo khách của đối thủ, nhưng mà mình làm sao khéo léo comment vào khách hàng của đối thủ, và sau đó thì mình đăng lên trên story của mình, thì khách ở cuộc đời này có nhớ một câu này: loài người là loài bạc nhất cái thế gian này, không bao giờ có khách hàng trung thành, con người không có lòng trung thành, hoàn toàn họ có thể bỏ khách hàng để đến với một dịch vụ sản phẩm rẻ hơn là một tốt hơn, người ta bỏ ngay, không có khách hàng trung thành đâu. Nhưng mà mình phải níu giữ họ, có khách hàng người ta không trung thành nhưng người ta yêu quý mình không lý do, thì mình phải níu chân họ và luôn luôn phải có những cái chương trình khuyến mại ưu đãi để giữ chân họ, chứ không thể khác cướp mất đấy. Không có khách hàng trung thành đâu, loài người bạc lắm, không có ai trung thành cả, thật sự luôn. Các bạn thấy cướp khách của đối thủ nó đơn giản lắm. Nhưng mà nếu mà bạn không làm điều đó thì người ta có làm với bạn không? Người ta làm với bạn đấy. Tôi có một bà bạn bán hàng. Anh nói chủ đề cứu khách đối thủ cho nào anh. Hả? Đang nói chủ đề chút xem có không, nói sơ sơ thôi coi thử anh em còn biết cái đường mà mình tự phòng tránh, anh hiểu không? Cướp khách của đối thủ thì nói từ cướp thì nghe nó hơi bị lặng lè. Thế nhưng mà phải nói từ chuẩn là như này: biến khách hàng của đối thủ thành khách hàng của mình. Ok, cái đó chuẩn này. Cái từ này mới là từ chuẩn, nhưng nói từ cướp nghe nó trợ búa lắm. Biến khách hàng của đối thủ bằng khách thành khách hàng của mình, vậy làm như thế nào? Thì thứ nhất, Dạ đúng người Việt Nam mình có câu là nhất thân nhì quen, đúng không? Thì thứ nhất rồi. thì mình phải vào những cái khe chỗ mà có thấy khách hàng đối thủ nó nằm ở đâu ấy, thì mình vào đó mình kết bạn, mình chỉ kết bạn thôi, mình không làm gì cả, mình kết bạn với lại với khách hàng của đối thủ, đúng không ạ? Mình cũng không treo kéo, mình không, vì nếu mà các bạn nên nói thật, bạn treo kéo là: ây, tôi cũng bán sản phẩm này giống cái anh này nhưng giá rẻ hơn, chắc chắn là nó sẽ, thứ nhất là bạn tự bán rẻ bản thân mình, thứ hai là nó sẽ bảo với lại thằng fanpage kia là có cái con này, thằng này nó đang chèo kéo tôi. Như thế là cái cách làm sai. Mình khéo léo bằng cách này nha, mình là trở thành bạn bè với lại khách hàng của đối thủ, sau đó thì mình làm sao ạ? Mình làm quen với họ bằng cách là mình thường xuyên tương tác với họ bằng những cái comment của mình, bằng những cái họ đăng bài mình like, mình comment, đúng không ạ? Sau đó thì mình bán hàng ở trên trang cá nhân của mình, hoặc là kéo họ vào group của mình, có rất nhiều cách gọi là bủa vây khách hàng. Sau đó các bạn đăng status, thì như vậy thì khách của đối thủ nó nhìn thấy cái ông này ngày nào cũng comment, cái bà này ngày nào cũng comment vào bài viết của mình thì là người quen đấy rồi, đúng không? Bà lại cũng bán cái sản phẩm này thì người ta sẽ quay sang mua của mình. Khách hàng của đối thủ là một khách hàng tiềm năng. Tôi có một cái anh bạn bán cái sản phẩm lô hội ấy, rất là hay, bạn này rất là tư duy bán hàng rất là tốt, mà tôi thấy là bạn ấy chỉ có bán cái sản phẩm cho người biết về lô hội thôi, bán rất chạy không cần phải tư vấn, đúng không? Cứ bán khách hàng của công ty hoặc khách hàng của đối thủ gom hết về, nên lô hội là một cái sản phẩm khó bán, bạn ấy bán chạy đó. Thì như vậy là bạn ấy làm đúng công thức, đúng không? Như vừa rồi tôi có mở thêm một cái thương hiệu là Hanka Better You về đào tạo tiếng Anh, cũng như tiếng tiếng Anh miễn phí. Thì có nhiều bạn bảo là: anh ơi, khách, những nhân viên của tôi đi làm việc ấy bảo: anh ơi, bây giờ đối thủ nó vào nó cướp khách của mình, thế mình làm thế nào? Thế tôi mới bảo là như này: không nên oan oan tương báo, người ta cướp của mình một lần cho người ta, đúng không? Cướp, nó dùng từ là dùng từ cướp luôn ấy, còn mình không phải đi cướp của ai cả, thì làm giáo dục không đi cướp khách được, không trèo kéo khách được, mà mình phải tự chứng tỏ bằng cái bài viết, bằng cái content của mình. Như vậy thì các bạn, hồi xưa Hồ Ngọc Cương cũng bảo tôi là người dạy tôi, dạy là: anh ơi, hoặc là tất cả học sinh Hồ Ngọc Cương là một người rất có tâm, tâm nhiều quá nên nó mới béo như thế, bảo là luôn luôn dạy các học trò, tất cả các học trò của Hồ Ngọc Cương không ông nào có cái tư duy đi cướp khách. Nói thật, ông nào học lớp Hồ Ngọc Cương thì không ông nào đi chèo kéo khách của đối thủ. Đấy là một kiểu dạy của Hồ Ngọc Cương. Nhưng tôi bảo là thực ra là khách hàng của đối thủ cực kỳ tiềm năng Hồ Ngọc Cương ạ. Mình không chèo kéo mà mình kết bạn. Làm thế nào để biến khách hàng của đối thủ thành khách hàng của mình?
chứ mình không có chèo kéo, dĩ nhiên là em nói Đúng đúng, rồi, nói chung là chèo mình phải chuyển cách suy nghĩ đúng không anh? kéo. Chuyển cách suy nghĩ. Chèo kéo người ta, nhưng mà biến họ thành bạn bè thì có ai cấm không, đúng Đúng không rồi em, anh ạ. đúng không? Một, biến Chuẩn một luôn. người mối xa lạ thành mối quan hệ thân quen, nhất thân nhì quen mà, thì cũng Dạ. nhờ Facebook mà tôi cũng quen biết nhiều người, nhưng không có Facebook thì tôi chả quen ai và chả biết đổi là, đúng không? Các bạn hãy làm như vậy đi, hãy biến khách hàng của đối thủ đấy là một trong người khách hàng tiềm năng á, tiềm năng nằm ở đó, hoặc là những cái khách hàng mà người ta đang có nhu cầu, người ta cần một cú hích, cần một cú đá đít, đá đít người ta để người ta mua cái sản phẩm dịch vụ của mình. À, tôi có một cái tài liệu mà không biết là của tôi sưu tầm được thôi, là bí kíp chốt sale hiệu quả qua Facebook. Cái này tôi cũng sẽ gửi qua Hồ Ngọc Cương, và cái tư duy nuôi nhiều lead cũng gửi qua Hồ Ngọc Cương. Cái này tài liệu tôi sưu tầm luôn, nên là ai chưa có thì nhận, chứ cũng không 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 mấy cả. Đúng rồi, nhiều bạn bảo là ghét anh Cương Bích, nhưng mà vì anh chia sẻ hay vẫn theo dõi suốt, nhưng mà anh Cương anh cũng dạo này anh cũng lười, dạo này bắt đầu mới có những chương trình livestream chứ. Thế bây giờ hồi xưa anh cũng lười đăng status, cũng lười chia sẻ lắm. Bây giờ đề nghị anh Cương Bích là phải chia sẻ, chịu khó chia sẻ đi nhá. Lười quá. À. Đấy, hôm nay em có khách mời chia sẻ, khách mời chất, em biết là khách mời nói cái này giỏi hơn em mà làm tốt hơn em nên em mới mời đấy. Em nói thì nó không có hay bằng anh được thực tế. Không, nhưng mà Hồ Ngọc Cương như này các bạn này, tức Hồ Ngọc Cương ấy thì là người làm việc có ban đầu Hồ Ngọc Cương làm việc rất là hăng say và say mê, nhưng mà khi mà Hồ Ngọc Cương thấy nó ngon ngon cái Hồ Cương bắt đầu thả trên vậy. Cái Hồ Ngọc Cương có nhiều người nick Facebook, thấy có nhiều người thương hiệu cá nhân có vẻ tốt tốt, cái là Hồ Cương thả, xong thả một lúc thì Hồ Ngọc Cương lại hứng lên, Hồ Ngọc Cương lại lại làm những cái chương trình điên cuồng, mọi người lại phải lao vào xem, khổ thân quá. Nhưng mà nói thật, nếu mà các bạn ấy về cái chương trình mà nếu mà học chạy quảng cáo Facebook thực chiến để mà thực sự biết chạy thì Hồ Ngọc Cương là lựa chọn số 1. Bởi vì Hồ Ngọc Cương dạy các bạn là cái chương trình độc quyền, là chương trình cầm tay chỉ việc. Tức là Hồ Ngọc Cương là sẽ chỉ các bạn từng bước một các cách để chạy quảng cáo Facebook, chứ không dạy chỉ có lý thuyết không. Cho nên là học Hồ Ngọc Cương là chỉ thích cái là những cái bạn nào mà thực sự là không làm được hoặc là người mới thì nên học Hồ Ngọc Cương, thì nó rất là dễ học, thì cầm tay chỉ việc là chương trình độc quyền của Hồ Ngọc Cương rồi. Còn các cái chương trình mà bay bướm, các khóa học bay bướm ở trên 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 Facebook thì nó rất nhiều, thì các bạn theo tôi, lời khuyên của tôi cũng đã từng học những cái khóa cầm tay chỉ việc của Hồ Cương. Tôi là một người rất mù công nghệ, khi học xong thì tôi thấy rằng cái mọi quảng cáo Facebook với mình nó quá dễ dàng, nhưng mà cuối cùng anh em tôi vẫn đúc kết là trong quảng cáo Facebook đó chính là nội dung và sản phẩm dịch vụ của các bạn là gì. Nội dung là quan trọng nhất, và khi mà có nội dung rồi thì đến cái kỹ thuật chạy quảng cáo. Thì kỹ thuật chạy quảng cáo thì nói thật, học về kỹ thuật chạy quảng cáo thì thứ nhất là trên mạng nó cũng nhiều, nhưng mà nếu mà các bạn là người mới thì lên học Hồ Ngọc Cương, vì tôi cũng đã từng học một khóa Hồ Ngọc Cương, và tôi đã làm, tôi cũng tự tay chạy quảng cáo cho cái tuyển sinh cho cái trung tâm tiếng Nhật tiếng Hàn của tôi cũng không phải thuê đối tác ngoài, nó tốn tiền và tự tối ưu được. Đấy là cái mà tôi làm được và tự mình làm, thì chia sẻ với các bạn là như vậy. Thế còn lại về free traffic, để chạy quảng cáo và free traffic thì có nhiều người sẽ nói rằng là cái nào quan trọng hơn, em làm về free traffic rồi cần gì chạy quảng cáo. Nói thật các bạn nhé, nói thật, free traffic phải làm, phễu là phải xây dựng, còn chạy quảng cáo nếu mà không hiệu quả sao thiên hạ người ta cứ đông đầu người ta muốn đi học và muốn dồn tiền vào chạy quảng cáo. Chạy quảng cáo không hiệu quả khi cái phễu của bạn không xây. Các bạn để ý Facebook không? Bây giờ nhá, người ta Facebook nó rất là thông minh, khi mà mình tìm kiếm bất kỳ cái sản phẩm gì mà mình tương tác vào cái fanpage đấy, sau đó mình chạy quảng cáo thì nó mới hiệu quả.
Nhiều ông chỉ có quan tâm đến chạy quảng cáo, không quan tâm đến free traffic, tức là không làm SEO, không làm không xây dựng phễu. Thế thì chạy quảng cáo đúng là không hiệu quả. Lúc đấy thì có mà đô làm giàu cho người bạn thân của tôi, Mark Zuckerberg, anh này bằng tuổi tôi, anh người bạn thân, và tôi cũng đã làm giàu cho anh ấy rất nhiều. Nhưng nếu khi các bạn đã xây dựng một cái phễu nó thật sự vững chắc thì chạy quảng cáo là một cú hích hoàn hảo. Các bạn để ý là khi các bạn chạy quảng cáo tiếp cận dịch vụ đến sản phẩm khách hàng, mà khách hàng người ta tìm kiếm ngược lại mà không thấy bạn đâu, là các bạn đang chạy cho đối thủ, thì rõ ràng là các bạn chạy không hiệu quả, đúng không ạ? Người dùng bây giờ người ta cũng biết đâu là bài chạy quảng cáo để người ta tương tác hay không rồi, đúng không? Vì vậy để chạy quảng cáo hiệu quả thì các bạn phải làm đủ các kênh, không bỏ kênh nào cả. Tôi vẫn chạy quảng cáo, tôi vẫn chạy quảng cáo có 30.000 một ngày thôi. Tôi nói thật các bạn, tôi đang chạy quảng cáo có 30.000 một ngày. Tôi vẫn chạy quảng cáo Facebook 30.000 một ngày. Và các bạn biết bao nhiêu nghìn một comment không? Tôi vẫn chạy chỉ dưới 5.000 một comment thôi. Tôi vẫn chạy tương tác. Tôi vẫn chạy y như những cái gì mà tôi học được, tôi vẫn chạy như vậy. Và tôi một ngày tôi vẫn có 100 comment. Tôi nói thật, các bạn có tôi có thể share cái kết quả cho các bạn xem. Và tôi đã chia sẻ cái kết quả này cho rất nhiều người. Tôi chạy có 30.000 người thôi. Còn những người mà thấy tôi chạy được như thế, người ta phải chạy hết khoảng 300.000 hoặc là hàng hàng 3 triệu để có kết quả như vậy. Nhưng tôi chạy chỉ 30.000 thôi. Bởi vì sao ạ? Tôi có phễu à. Phễu. Tôi chạy. Còn Hồ Ngọc Cương có phễu. Hồ Cương có phễu. Hồ Cương chạy cũng rất rẻ tôi biết. Nhưng bài quảng cáo của Hồ Ngọc Cương tiếp cận đến tôi biết là Hồ Cương cũng chạy với giá rất là rẻ. Tại vì đó là cái cách làm, cái cách chạy. Nhưng mà nhiều người không biết chạy thì vẫn đốt tiền là mầm, vẫn kêu là mầm. Thì cái bí quyết chạy quảng cáo này nó không thể chia sẻ trong buổi livestream hôm nay được, vì nó không có thời gian và nó mất khá nhiều thời gian. Và hai nữa là cái bước quan trọng nhất là các bạn phải dựng sân chơi trước hãng bán hàng. Như Hồ Ngọc Cương nói, các bạn hãy tạo cho mình một cái sân chơi đi, và hãy làm free traffic đi, các bạn hãy làm SEO tốt đi để khách hàng nó tự tìm đến mình. Sau đó thì các bạn chạy quảng cáo sau. Tôi đang làm như thế đấy. Hiện tại bây giờ tôi đang xây dựng thương hiệu mới và tôi cũng không hề chạy quảng cáo. Tôi không mất một đồng nào chạy quảng cáo cho thương hiệu mới cả. Tôi chạy quảng cáo 30.000 là cho thương hiệu cũ chứ không chạy cho thương hiệu mới. Thương hiệu mới là tôi không chạy. Và hàng ngày tôi vẫn có rất là nhiều các số điện thoại. Dĩ nhiên những người xem livestream này có rất nhiều nhân viên của tôi, và tôi không bao giờ nói điêu. Tôi không bao giờ phải là người đặt điều. Đấy, nên là các bạn phải hiểu rằng là cái cách làm nó rất là quan trọng. Và tôi hoàn toàn sử dụng một cái công cụ là free traffic bằng các cái tool mà tôi đang sử dụng trên thị trường hiện nay là AI Shop, Marketing Shop và VFP Pro. Ba cái tool đấy kết hợp, tôi dùng cả ATP nữa, tức là có tool gì tôi dùng tool đấy. Quản lý thì tôi dùng Abit, cũng có Abit dùng hết. Thị trường nó sản xuất cái gì mình, mỗi cái nó có điểm mạnh. Tôi dùng hết, có gì dùng, thấy cái gì nó kiếm được ra cho mình nhiều tiền thì để, còn cái gì nó không kiếm được cho mình nhiều tiền thì mình không gia hạn nữa. Tôi dùng hết, có cái gì trên thị trường không nào bán tool tôi mua hết về dùng, mỗi cái có điểm mạnh riêng. Thì đấy là chia sẻ các bạn, thì những cái tool mà làm các bạn như thế thì tôi cũng sẽ gửi qua tài liệu cho Hồ Ngọc Cương. Hồ Ngọc Cương sẽ gửi qua các bạn qua chatbot nhé. À, Cương ơi, dạo này chatbot nó không cho free nữa đúng không? Chắc chưa, nó không cho vào đi nữa đúng không? Phí quá. Phễu tốt. À, ở trong cái phần Facebook ấy thì hôm nọ tôi thấy anh Cherry Quách kìa, Cherry Quách có chia sẻ một cái video rất hay mà mình không biết, là cách mà xác minh thương hiệu của website của mình với Facebook để khi đó thì mình có thể là sửa được tên ấy. Cherry Quách có chia sẻ trên 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 cái cộng đồng iSocial với video đấy, hay phết đấy. Cái Cương không biết, cái có biết cái cách làm đấy không? Cái website mà mình khi mà mình chia sẻ đường link website và fanpage đúng không, thì mình không
chứ không sửa được ảnh, không sửa được cái đường 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 mô tả cho đường link ấy. Nhưng mà nếu mà mình vào quản lý quảng cáo, mình xác minh thương hiệu ấy thì mình lại làm điều đó. Đấy là, và mình có thể là cái xác minh thương hiệu ấy nó tránh tránh website bị đánh giá là không tốt với Facebook ấy. Thì Cherry Quách nó có chia sẻ cái video đấy cũng rất là hay đấy. Có tí nó có đường link của Cherry Quack, anh sẽ gửi cho mọi người cái cách làm, ai bạn ấy chia sẻ làm dễ lắm. Cherry Quack cũng chơi với anh em mình mà, bạn ấy chia sẻ cái cách làm cũng dễ lắm. Nếu ai có website thì lên làm như vậy để tránh cái trường hợp mà Facebook nó đánh giá là cái website của các bạn không tốt, hoặc là Facebook nó cho rằng website của bạn là spam. Thì cái cách mà anh Cherry Quack chia sẻ cách làm đấy thì thực sự là tôi không biết thật, có thể nhiều người có thể nhiều người biết nhưng mà tôi không biết, nhưng mà thấy anh ấy chia sẻ cái đấy rất là hứng thú, thì tí nữa sẽ gửi cho các bạn đường link để về cách làm, nó đơn giản thôi, làm nó không khó gì cả, anh ấy cũng làm rất là chi tiết cho mọi người đấy. Đấy là Cherry Quách cùng tôi và Hồ Ngọc Cương đã từng làm một cái sự kiện cùng nhau. Các bạn có câu hỏi gì không, các bạn đặt câu hỏi đi, còn ai có câu hỏi gì không, các bạn cần tài liệu gì không? Anh thấy ok. Ai đây? Nó khóc, nó khóc. Ai cơ? Bùi Định là admin của VFP Pro. Các bạn nếu mà muốn sử dụng hoặc là tool mà kéo nhóm này nuôi nick tự động và nó nhiều chức năng lắm, nói chung VFP Pro nó có đầy đủ chức năng, và tôi là một trong những người đầu tiên sử dụng VFP Pro. Các bạn ở bên này đúng rồi, anh là một thằng đào mộ với VFP Pro lên đó, anh chỉ cho rất nhiều người sử dụng VFP Pro, anh thấy đơn giản thôi. VFP và đồ này giá rẻ, rẻ nên anh chỉ cho mọi người để mọi người dùng, nó có đầy đủ chức năng. VFP hôm nay là rất mệt.
À, xin chia sẻ với các bạn một điều như này này. Tôi và Hồ Ngọc Cương có rất nhiều những cái tài liệu hay lắm, có thể chia sẻ cho mọi người. Mọi người cần gì gặp tôi và Hồ Cương có hết. Đấy, rất hay. Tại Hồ, tôi với Hồ Cương là chuyên gia đi sưu tầm tài liệu. Tức là tài liệu về marketing, tài liệu về Facebook, tài liệu về đủ các thể loại trên cuộc đời này. Các bạn phải chịu khó theo dõi Hồ Ngọc Cương vào, chịu khó theo dõi tôi vào. Tôi có nhiều lắm. Và rất hay là tôi có một cái tài liệu mà mới sưu tầm được, đó là, mà thôi cái tài liệu này nó bí mật lắm, không nói được. Cái tài liệu này nói ra ông Hồ Ngọc Cương ông lại xin mất, nên là thôi. Thì không nói nữa, thì các bạn cứ có câu hỏi gì liên quan đến cái chủ đề này các bạn cứ đặt câu hỏi đi, hoặc là tôi sẽ dành cho 5 phút nữa, anh em tôi sẽ đúng 10 rưỡi anh em tôi sẽ kết thúc cái livestream này. Vậy các bạn hãy nhanh chóng đặt câu hỏi đi, có cái câu hỏi gì không, còn nếu không thì toàn bộ cái tài liệu hữu ích của chương trình tôi sẽ anh em tôi sẽ gửi cho các bạn ở đằng sau cái livestream này. Cái mong muốn của anh em tôi là những người chia sẻ là các bạn làm sao mà làm chủ được cái hệ thống bán hàng tự động của mình, đó là điều mà mong muốn của anh em tôi. Các bạn làm được điều đó là anh em tôi mừng rồi. Đây là không phải là anh em tôi cần là gì các bạn đâu, các bạn hãy vô tư đi. Hồ Ngọc Cương cực kỳ vô tư luôn, Hồ Cương luôn luôn cũng giống như tôi thôi, luôn có những cái khóa học mà nó rẻ nhất và chất lượng nhất, anh em chỉ thích nhau ở chỗ đấy thôi. Hồ Cương dạy quảng cáo rẻ như bún ấy, thật luôn, cầm tay. À, chống copy, à, thực ra Facebook với Google ấy nó đều cho phép mình copy 30% nội dung. Thế vậy bây giờ cái thằng khác nó copy bài của mình ấy thì nói thật ra ấy, các bạn nên cho nó copy, đừng không vì gì phải cấm, được chưa? Kể cả cái nội dung của mình, cái nội dung bây giờ mà cái nội dung của mình là thằng hàng xóm nó copy tốt quá, không vì gì cả. Facebook cũng như Google ấy, nó đánh giá những nội dung nào là mới sáng tạo, còn cái nội dung copy nó không đánh giá cao đâu, cho nên là thằng khác nó copy của mình càng tốt cho mình, không 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 phải ngại cái chuyện nó copy của mình. Thế nhờ làm internet mà lại keyboard thế, bạn không nên keyboard như thế, bạn cho người ta copy thoải mái. Ví dụ tôi đăng sản phẩm tôi đăng lên thì mọi người copy thoải mái, nhưng mà dĩ nhiên là Facebook nó biết hoặc là Google nó thừa biết là nội dung nào là nội dung sáng tạo và nội dung nào là nội dung copy. Nội dung sáng tạo thì nhiều người biết, còn nội dung copy thì ít người biết. Vậy thì mình cho người ta copy thoải mái. Thấy chưa? Content mình nghĩ ra thằng khác nó copy, mình phải mừng vì điều đó. Tôi nghĩ ra content, tôi nghĩ ra nát óc là một bài viết content thật hay, tôi chạy quảng cáo, thằng khác nó copy của tôi, mừng quá. Thằng đấy nó copy của mình thì đương nhiên không bao giờ nó thắng được mình bỏ chi phí ít, còn nó phải bỏ chi phí nhiều. Và nó bỏ chi phí nhiều nó chỉ 2 3 hôm nó tắt chiến dịch thôi mà. Thì mình lại độc quyền. Tội gì? Vậy mình báo cáo cái nội dung của nó làm cái gì cho nó khổ lắm, kệ càng vui. Tôi thì tư duy như vậy, còn không biết thì các bạn như nào, nhưng tư duy của tôi thoáng lắm. Ai nấy nội dung của tôi thì rất vui, vì bản thân tôi cũng đi ăn cắp nội dung của thằng khác mà, mình đắn đo làm cái gì cái điều đấy, mình đắn đo thì người ta đắn đo với mình, cứ thế thôi, mình cứ cải tiến nội dung. Nhưng mà anh Bùi Định, anh có cái tool copy nội dung bá đạo lắm, thực sự luôn. Mình ra nội dung mới là cái là hoàn toàn cái tool nên nó có thể sao chép y như của mình, bá đạo lắm. Dĩ nhiên là nội dung mới bao giờ cũng được ưu tiên, nội dung sáng tạo được ưu tiên. Các bạn không no về điều đó nhá, cho copy thoải mái, tư duy của mình là thế. Còn không biết các bạn như nào, còn câu hỏi nào nữa không ở Cương ơi? Còn câu hỏi là hay không? Hê hê, nó copy rồi. Cho copy thoải mái, nó thay số điện thoại của nó không phải sao à? Kệ nó đi. Tư duy thoáng lên làm sao các bạn nói đi. Tuy nhiên là nhiều người bảo tôi đầu tư chất xám, tôi cái này cái kia. Thế nếu như vậy thì các bạn đầu tư chất xám, bạn đừng đăng lên Facebook, chả nó copy cả. Đừng đăng lên Google thì chả thằng nào copy cả. Còn đăng lên thì tránh nó sao được. Nhiều người phải đi tham khảo nội dung để copy. Đó là cái tôi
Còn câu hỏi gì nữa không? Về nội dung các bạn tư duy thoáng lên nhá. Công việc gì phải nó thằng nào nó copy cái đó. Mình văn phòng của anh ấy thì bây giờ anh đang làm văn phòng ở số 9C ngõ 181 Xuân Thủy. Vì vậy các bạn nếu mà ở Hà Nội thì các bạn có thể là anh em qua anh để giao lưu về trà đá cà phê. Anh hoàn toàn có thể cùng trải nghiệm với mọi người, tôi cùng với mọi người trải nghiệm với mọi người tất cả những cái mà như cái câu nói nó như thế này này. Tôi biết cái gì tôi bảo các bạn cái đấy, và các bạn biết cái gì các bạn bảo tôi cái đấy, và chúng ta cùng phát triển. Vì chưa trên Facebook có nhiều cái mà tôi biết nhưng các bạn không biết, và có nhiều cái các bạn biết tôi không biết, và tôi là con người rất thích chia sẻ. Tôi Hồ Ngọc Cương mà ra Hà Nội là ngay lập tức anh em tôi phải, phải có một cái cầu hẹn ngồi với nhau ngay, bởi vì Facebook nó update hàng ngày. Tôi phải nhiều cái tôi không biết, tôi phải hỏi Hồ Ngọc Cương, mà Hồ Ngọc Cương nhiều cái không biết phải hỏi tôi. Cho nên là các cụ có câu rất đúng là không bao giờ sai, là như này: học thầy một vạn, đúng không? Học thầy không thầy học bạn. Thế mình vừa học thầy vừa học bạn, các bạn hãy qua, tôi là một con người rất là dễ gần, nên là các bạn hãy qua giao lưu với tôi, tuy xấu dai tí thôi nhưng mà dễ gần lắm, nên là các bạn thoải mái đi nhá. Ở Hồ Ngọc Cương cũng dễ gần lắm, nhìn phố Pháp bên kia dễ gần lắm, tôi thích Hồ Ngọc Cương lắm. Cho nên là các bạn đừng ngại, bình thường các bạn ở Sài Gòn, có nhiều bạn ở Sài Gòn inbox cho tôi là anh ơi em muốn anh hỗ trợ về quảng cáo, vừa đi traffic tôi cũng đều bảo là bạn nên qua văn phòng Hồ Ngọc Cương, vì ở Sài Gòn xa quá làm sao mà hỗ trợ được nhá. Còn ở Hà Nội thì các bạn có thể qua gặp tôi lúc nào cũng được, tôi bận thì bận cả ngày nhưng mà rảnh tiếp được ngay đấy. Đúng rồi, Đỗ Ngọc Hân. Còn hỏi gì nữa? Các bạn ở Hà Nội thì qua mình hỗ trợ nhau thôi, phải đi traffic mà. À, Hà Nội các bạn inbox cho mình đi. À, số 9C ngõ 181 Xuân Thủy, ngay đằng sau HITC ấy. Ngõ 181 Xuân Thủy, số 9C nhá. Mình văn phòng mình ở đấy, các bạn có thể qua gặp mình bất kỳ lúc nào. Và có một cái mẹo để cho người ta chấp nhận kết bạn, khi một người lạ chấp nhận kết bạn ấy, có cái mẹo như này các bạn phải lưu ý này: nếu mà tí ai gửi này mà kết bạn Facebook với tôi thì các bạn đơn giản nhất vào tường của tôi comment một điều gì đó. Sự hiện diện là quan trọng đúng không? Các bạn vào tường bài viết của tôi comment một cái bài mà tôi mới đăng ấy,
ngay lập tức là tôi sẽ chú ý đến người đó và tôi sẽ chấp nhận kết bạn ngay. Thì đó là một cái tư duy mà muốn đi kết bạn với ai cũng thế, các bạn muốn kết bạn với bất kỳ người nào đấy, kể cả một người đấy coi là người nổi tiếng, là một hot girl, chỉ cần các bạn vào tường họ và các bạn comment một lần, comment nó không chấp nhận thì comment 10 lần, kiểu gì nó chả chấp nhận, hiểu chưa? Đó, cái mẹo ấy, cái mẹo để người khác chấp nhận cái bạn ấy mình. Đơn giản là tôi là thích các bạn ai tôi toàn làm thế, xin mấy cũng chết một xấu tay. Chưa xong à? Chúc các bạn ngủ ngon. Chúc mọi người ngủ ngon Chúc mọi người ngủ ngon. Bye bye.